Ok, hello, chào mọi người quay trở lại trên đầu của mình. Mình là Đầu Full Gaming đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mang tên là GTA Vice City, hay còn được gọi là quay đường phố anh em ơi. Đấy, tựa game này không còn gì xa lạ đối với chúng ta nữa. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu chơi được cái tựa game hay gọi là quyền hỏi thứ hai này. Lý do là mấy game kia đang cài hết ý tưởng rồi. Đang cài đăng video, thấy video nhảm quá. Thôi mà khó, bởi vì kênh sẽ đăng những video chất lượng chứ không những đăng những video khi đã, cho nên là mình phải kiếm một tựa game khác để bù đắp vào. Hôm nay chúng ta sẽ chơi GTA và mình sẽ đổi cái nút chạy thành cái nút left shift bên trái. Và ok, đầu tiên chúng ta sẽ chạy vào đây và lấy một cái túi tiền 100. Đây, đây chính là địa điểm lấy tiền của mình. Và mình sẽ chơi GTA theo kiểu như là kênh này không nghiêm túc, và chúng ta sẽ làm những gì mình thích. Nhưng mà mình sẽ tự tập trung làm nhiệm vụ, nhưng mà trong lúc làm nhiệm vụ thì mình sẽ đi đàm những thứ thú vị khác, để ví dụ như là tâm xe này, và xả súng các kiểu này, solo cảnh sát này. Để ủa, quát hai chiếc xe bữa nay ở đây đâu ta? Tôi tập phát xong bữa nay thấy hai chiếc xe mà thôi cả vậy, đứng đây đón taxi. Đằng kia có xe kìa anh em ơi, có xe kìa. Xe này nhìn cũng ngon nghẻ đấy, lâu quá không chơi mà mình thấy là xe này xe mua chằn chắc chắn rồi, đẩy chạy rất nhanh, biết ngay chưa, đáng chết hàng hàng rồi. Tại hàng đó đi sai đường đấy, đường đó là đường dành cho người chạy xe, nhưng mà nó nghĩ rằng đó là đường dành cho người đi bộ nha, mình chả biết gì cả. Đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tất nhiên là phải lao tới cái chỗ màu hồng để đi làm nhiệm vụ rồi. Bây giờ đỏ anh em, bây giờ tôi sẽ làm những pha win speed nha, những pha phải gọi là bẻ cua hàng thánh, bẻ ok, bẻ nè. Như cờ cờ đi, nắp dài tôi bị lệ đó, mấy anh nè, thông cảm, thông cảm. Đẩy, ok, bẻ cua như vừa. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta luôn luôn là một cái nhiệm vụ mà phải gọi là quá thân thuộc, quá quen thuộc đối với mấy anh em chơi ở tìm nét rồi. Lý do nó quen thuộc bởi vì ai chơi trên tìm nét thì tất nhiên là không có sell game được. Tất nhiên là chúng ta phải làm cùng đóng là nhiệm vụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là anh em chỉnh mã rồi sau đó bay lên nắp nhà các kiểu, rồi xe bay, xe mẹt lửa các kiểu, không biết mà nó chứ gì. Đây, thật ra tôi vẫn còn nhớ tới mấy cái mã nha anh em. Mã hồi xưa tôi chơi tới giờ tôi vẫn còn nhớ nha. Tôi muốn thì tôi cứ chỉnh mã thôi. Rồi ok, đi tới cái chỗ màu hồng để tiếp tục. Bà la bà la. Đây, để tôi xem mình xúc nhiệm vụ luôn. Ôi da. À ok, cái khúc này tôi đã bấm từ trái rồi. Cái khúc sau thì nếu mà tôi bấm từ trái thì nó cũng không có gì đâu. Tại tôi quen tay cứ mỗi lần tôi kiểu như là có cái gì đó nhiệm vụ tới thì tôi sẽ bấm từ trái skip ấy. Thật ra tôi cũng muốn skip mấy cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ thì sao, trong cái game này nó không skip được, anh em thông cảm nha. Rồi chúng ta sẽ chạy tới cái chữ L đó để làm nhiệm vụ. Ôi da, tự nhiên có xe xuất hiện trước chỗ mình. Thôi cứ để đây và chưa coi như chưa biết gì nha. Ok, xe này có vẻ chạy nhanh hơn đó anh em ạ. Ừ, xe hai bánh mà mình lý là xe hai bánh phải chạy nhanh hơn xe bốn bánh, nhưng mà chạy chậm hơn bởi vì ok, chúng ta sẽ tới nhà chữ L. Ở nhà chữ L là mình nhớ tới Free Fire vậy. Free Fire cũng có mấy nhà chữ L. Ui, tự nhiên có siêu nhân kìa nè. Siêu nhân tự nhiên bay thẳng lên trời luôn. Ok, mình sắp cho. Ôi, tôi nhớ khúc này có thằng nói chuyện mà. Bây giờ what the fuck. Anh cảnh sát, anh thằng cảnh sát nó thấy mình tâm người ta, nhưng mà nó lại what, nó thấy mình tâm, nó thấy mình tâm người ta nhưng mà nó chạy ngang qua, không có gì xảy ra cả, mà mình còn không có sao luôn cơ nè. Ôi, cảnh sát giờ ông đây làm việc tốt đấy, mình là ship nó, mình sẽ hưởng với nó. Ok, bây giờ đây là đường dành cho cảnh sát kìa, để giống tâm rồi. Đó là đường dành cho người chạy xe máy nha nè. Cái đường dành cho người chạy xe ô tô là đường bộ, còn đường dành cho người xe máy là chạy gần đường đấy. Bọn đó chỉ được đi bằng cách là đi nhờ nhà người khác thôi, chứ không được đi trên đường này. Đi đường này dễ bị xảy ra tai nạn lắm. Chúng ta sẽ đi tới đây và lấy một bộ áo, tất nhiên rồi, đây là nhiệm vụ phải gọi là rất là quen thuộc đối với anh em luôn, và cũng rất là quen thuộc đối với tôi luôn. Mấy nhiệm vụ sau thì chúng ta sẽ kiểu như là cái đéo gì đấy, game này cái nhiệm vụ này à. Ok, chiếc xe đẹp đấy, và chúng ta sẽ phải cướp xe này, nhưng mà nếu mà chúng ta cướp xe nó thì nó sẽ bay ngược lại cướp xe đấy, xe đợi chạy đi mất cái này, chúng ta phải xử nó nè. Ta bị bắt khả kháng rồi. Bữa kia mình hồi xưa mình chế, mình chỉnh thẳng nguyên chiếc xe tăng ra lao tới bắn chiếc cụ này luôn anh em. Ok, chúng ta sẽ anh xin lỗi, đoạn xe này, đoạn xe. Ô bà già, đoạn xe bà ơi.
Ôi trời trời trời, là dài căng quá anh em ạ. Đã kiểu như là trước giờ tao đáng ngán bố con hàng lạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy tới cái điểm màu hồng. Ồ, khoa. Đây đây, chuẩn bị nè, chuẩn bị drift nè. Ôi trời. Ôi sao, sao drift là đường ở nhà tôi định drift kiểu như là drift xong rồi chạy hẳn qua cái đường kia xong rồi bật ngược lại. Nhưng mà sao tôi drift phát xuống đây luôn. Xe này khó điều khiển quá. Rồi, chúng ta xe của dân chơi có khác anh em. Đẩy. Ôi trời, tí nữa xuống biển. Đấy, phải gọi là như vậy nó mới có trình anh em ơi. Đờ bà tì. Mấy cái khúc này skip rồi nè. Ok, hãy đưa con gái của Colonel đi tới cái chỗ ổ hoa lái xe tôi đâu. Quách xe tôi đâu mới lái xe tôi còn đây. Súng súng súng. Đây, súng cua nhé. Bây giờ cái súng cua này đéo ngán nào đâu. Là súng cua nó phò vào cờ ra nhưng mà thôi chạy cứ đấy. Súng cua phần giờ ta gan xăm Ares ấy, nó mới mạnh nè. Giờ ta xăm Ares cứ đấy, súng cua nhắm thẳng người đầu bắn phải là chết. Còn phần này thì súng cua phải gọi là phò khỏi nói luôn. Và chúng ta sẽ đi tới đây và đụng một bao tiền, why not. Đấy, chúng ta đã đụng được 2/100 rồi. Mình cũng không có ý định mà đụng hết 100 bao đâu nên mà. Nếu mà hết thì mình sẽ đụng hết 100 bao, còn không hết thì mình không đụng nha. Đó. Và chúng ta đã có một em xe. Chúng ta sẽ chạy tới trống màu vàng để lừa đưa em nó tên xe. Nhưng mà em nói đâu ta? Ủa? Đâu có tiêu rồi. Hay lên xe rồi nhỉ? Chắc nó lên xe rồi đó nè mà. Ok, nó lên xe rồi thì chúng ta sẽ đi thôi. Ủa khoan đã, sao cũng cái trống màu vàng nhỉ? Hay là mới nãy mình tắm đó nhỉ? Ừ, hình như đúng rồi, nó nhìn nhạt nhòa quá. Có vẻ như mới nãy mình vừa tắm đó nè. Rồi. Ok. Điều anh có thể quay tay. Ok, con nhỏ đó đã hỏi là anh có thể biếu kêu được không? Có thể. Ok, kiểu như là mình sẽ quen con gái của một thằng giúp kít nào đó. Nó có hẳn nguyên một cái tàu chỉ để vừa tổ chức cái party. Giống như là sinh nhật con gái nó hay là kỷ niệm ngày con gái nó 69 ui. Xôi tiền. Có một sao rồi. Có một sao rồi thì tiền gì tập này. Giờ tôi đã xe xì đào á. Tôi biết là trên đá xe tôi rất là kinh nhưng mà tôi không ngờ nữa kinh gì. Kinh tới dịu. Ok, gặp anh lần sau thằng đẹp trai quật cả là. Đấy, xe của Hương tới. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ lao thẳng tới cái chỗ chưa là luôn. Tôi lao tới làm thêm nhiệm vụ nữa em ơi. Xem nào. Đây, có khả năng lái lụa. Thôi, được. Khả năng lái lụa của mình phải gọi là hữu hờ với nội á. Ui da, tội nghiệp cái cây cột quá ấy. Sau đó cái đó là điện giao thông. Trong đây cây cột điện đéo bao giờ tông được nè. Ok, chưa là tới ổ chứ. Tôi lái xe kinh quá. Ôi, còn xe bóp lỡ rồi. Ui da, thằng chó thì chẳng bốt. Chạy. Ui da, đau tim thiệt cái anh em. Tự nhiên xe lại bóp lỡ, tôi chạy tôi rất là cẩn thận nha. Tôi chưa có tâm vô một cái bức tường hay là cái bờ đất gì cả. Không tâm người nào luôn, nhưng mà xe lại bóp lỡ. Biết không? Được, ok. Chúng ta sẽ chạy tới màu vàng. Ôi, có xe này. Xe này hình như là mình nhớ hồi xưa mình có một chiếc anh em ạ. Hồi xưa nhà mình có một chiếc nha. Ok, cũng giống vậy nè. Cũng giống vậy nhưng mà cái kiểu của nó hình như là whip hơn một tí. Rồi. Ôi trời, soi. Để lái là phải như vậy. Lái như vậy mới gọi là lái. Chơi game thì chúng ta cứ việc mà thoải mái đi. Mấy game kiểu GTA thế giới mở cái này thì chúng ta cứ việc làm điều mình thích. Đấy, không có gì phải gọi là gò bó cả. Rồi mình sẽ lao thẳng vô đường này, tư thế ngồi đồi này. Đấy, anh này phải gì chưa? Khi mà mình chạy lên cái cầu thang á, mình nhấn cái nút nhảy ra thì nó sẽ lao thẳng, thằng nhân vật lao thẳng tới luôn anh nè. Đó, đó chính là cái bùm hồi xưa mình nha. Phát hiện ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái kiểu như là đi kiếm thằng đầu bếp. Rồi, kiếm thằng đầu bếp để nói chuyện. Đó. Cái này thì hồi xưa tôi làm nhưng mà tôi fail rồi, tôi thường hay bị ngã khúc này nha. Đấy, tôi thường hay bị ngã khúc này, lấy khúc này không bao giờ tôi qua được. Khúc này là hình như anh em phải có một cái xe đặc biệt, anh em mới qua được. Ok, chúng ta sẽ kiếm thằng đầu bếp để nói chuyện. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái điện thoại của nó gì. Coi như chưa biết gì xảy ra nha. Kiểu như là chúng ta cần phải kiếm thằng đầu bếp này. Chúng ta kiếm như là anh ra cho em một điện thoại nhưng mà đéo. Đã lấy xe tầm chất phụ nữa. Ok, mình sẽ bảo kê này khỏi ba thằng đầu bếp nha. Thôi được. Biếm mà chế trâu ấy. Mày biết gì đâu mà hù dai hoài là bố mày rút súng là trời này. Chẩu này. Bạc.
tuổi nhé, tuổi nhé, tuổi nhé. Ok, một sao rồi. Để em hiểu sao không thấy cảnh à, hình như cảnh sát thì tiếng súng ở đây mà cảnh sát không thấy nhưng mà vẫn nghe tiếng súng. Rồi chúng ta tính như này nè, bắt đèn vô thôi. Có sao xóa tội kìa, nhưng mà chúng ta bị ăn chơi chúng ta không nên xài xóa tội nè. Xóa tội chỉ cho mấy thằng trẻ trâu chơi thôi. Chúng ta là người thích chơi hát, chúng ta chơi theo kiểu như là 5 sao để ok ai à, đâu thôi chúng ta chơi 1 sao thôi. Chúng ta mở cho 1 sao thôi, tại lá cờ Việt Nam chỉ có 1 sao nè, nhiều sao quá là Trung Quốc đấy. Mình hút không phải hút đâu. Ok, chúng ta sẽ chạy tới chỗ súng để mua súng nha. Bùm, fuck you. Tự nhiên có xe xuất hiện trước mặt mình. Có bạn quá. Ok, ta sẽ chạy tới. Ôi mắt mập. Ôi xời ơi. Ôi xời ơi, mấy anh em thấy chưa? Từ giờ clip bây giờ là fucking lo sạch ngay. Mấy anh tuổi hồi xưa tôi thường hay đàm mấy pha vậy đấy, xong rồi ra đời kiếp trước tôi thường hay làm mấy pha giống vậy, nhưng mà khổ nổi là đâm cho cục điện chết, tôi tâm cho cục điện đăng ra đập chúng đập mặt cho bụng chút bò, xong rồi đéo thở được, xong rồi bị tắt thở đằng đùng rồi chết nhau. Ok bây giờ chúng ta phải vô đây và mua 8 loại vũ khí khác nhau, trong khi cái kệ nó chỉ treo với 5 món rồi cái khúc giới hiệu nó bảo rằng chúng ta phải mua được 8 món. Ok bây giờ chúng ta có thể mua được pistol. Ok, chúng ta có thể mua được mát, mua mát đi. Mát thì nó sẽ sấy, nó rất là ngon. Mình đang đợi cho nào nó ra cây nhắm nha nè. Mình rất thích chơi cây nhắm luôn. Cây nhắm là mình thật ra chơi mấy game nào cũng vậy, mình rất thích bắn nhắm, mặc dù mình bắn nhắm như cực cờ vậy. Để bây giờ tôi sẽ clip thường xuyên thôi, cho mấy em xem đồ áo gì không. Đẩy mắt tội ngay. Ồ, hoa đấm, hình như vài giây trước mình nói là chứ mấy thằng trẻ trâu nó ăn sao thôi nhỉ. Thôi kệ đi. Ok, chúng ta đã đi, chúng ta đã ra nhiệm vụ xong rồi. Ok, tao có thể xem được những gì ở mày đó Tommy. Kiểu như là mày hãy chơi hát đi Tommy. Ok, chúng ta đã được 200.000. Làm nhiệm vụ khó khăn quá nội ra gì được 200.000. Sẽ sell game ở chấm thứ hai nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra tiếp nào. Khi mà đi ra xong rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ làm nhiệm vụ, nhưng mà trước hết chúng ta phải kiếm một, ôi có xe này, có xe này. Nice, nice. Xe này nhìn nhỏ nhắn gì chắc chạy rất là nhanh anh em nè. Bây giờ mình sẽ làm tới nhiệm vụ chữ L nha. Nếu mình nhớ không nhầm, nhiệm vụ chữ L đó chính là nhiệm vụ mà mình đi đập xe hai thằng khác. Thật sự mình thấy nhiệm vụ đó rất là nhảm nha, mình chỉ đi tới và đập xe bọn nó chả cái gì. Ui, đợi giết luôn quá. Ok, bây giờ coi nè. Coi top 1 phát đấu viên đét rồi. Vừa sủa xong. Đây, coi top 1 phát đấu viên biết rồi giết nè. Ui da. Sao tự nhiên đau lâu sủa quá lại làm già khai ngu quá vậy. Ok, nhiệm vụ. Bài học ở đây là không được sủa nha nè. Sủa đà nó sẽ có những pha ngu và lợi. Đấy, tại sao lại có mấy thằng mình lái xe mình cũng rất ức chế điều này, tự nhiên có mấy thằng nó lại xuất hiện trước xe mình, xong rồi mình chạy qua tâm nói chơi ra, không phải là do mình cố ý nha nè. Tại nó tự nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nếu phải hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ chơi theo kiểu chơi hát, chứ là nhiệm vụ này nhưng mà chúng ta có 2 sao. Đập xe người khác là phải đập một cách nhẹ nhàng, chứ không có thằng liền nào đập một cách 2 sao cái này. Nhưng mà ở đây khác, chúng tôi là đầu full gaming, chúng tôi không phải là đầu hông minh gaming. Nên chúng tôi sẽ đạp theo trật tự. Ui da, tự nhiên tâm xe cảnh sát vậy. Xe cảnh sát đâu xuất hiện cái mặt đấy. Ok, và như mình nói là nhiệm vụ này rất là nhảm và mình cũng không thích xem. Mình không biết anh em thích xem không, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cắt clip ngay khúc này, bởi vì nhiệm vụ này chủ yếu là lao vô đập xe của nó, cho xe của nó hư rồi xe nó gì thôi, chứ không có cảnh bắn súng máu me hành động gì hết. Ok, nếu anh em thích video này đừng